Chuyên mục Tin Quốc Huế xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Huế từ lâu đã là mảnh đất khơi nguồn cảm hứng cho nhiều nhà văn, nhà thơ và cũng như là giới nhạc sĩ, cũng bởi Huế thật đẹp và nên thơ. Mỗi khúc sông, mỗi nhịp cầu và cả những phong cảnh thân quen của mảnh đất cổ đô này luôn gắn liền với những áng thơ ca bất hủ, có khi lại được hiện lên trong những giai điệu trầm bổng của các ca khúc viết về Huế. Chuyên mục Tình Khúc Huế hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một ca khúc viết về Huế của nhạc sĩ Lê Dinh. Bài hát là một chuyện tình buồn của người con gái xứ Huế với thật nhiều cảm xúc đẹp và chân thật về tình yêu. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Huế buồn của tác giả Lê Dinh qua tiếng hát của ca sĩ Hồng Anh. Các bạn, chúng ta vừa thưởng thức qua ca khúc Huế buồn của tác giả Lê Dinh. Và bây giờ để hiểu rõ hơn về ca khúc này, xin mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện với nhạc sĩ Ngọc Chiến. Vâng, thưa nhạc sĩ Ngọc Chiến, nhiều người cho rằng Huế cũng như con người Huế luôn mang một chút gì đó thanh tao, nhẹ nhàng và trầm lắng. Người ta yêu Huế và yêu luôn cả cái cảm giác buồn mang mạc trầm mặc mà con người cũng như cảnh vật nơi đây mang lại. Khi nghe qua ca khúc Huế buồn thì cái hình ảnh nổi bật mà chúng ta cảm nhận được đó chính là người con gái Huế dịu dàng, thủy chung và sắc son. Vậy thì nhạc sĩ có thể chia sẻ một chút cái cảm xúc của mình khi nghe ca khúc này là gì ạ? Khi tôi nghe ca khúc Huế buồn của nhạc sĩ Lê Dinh thì điều đồng lại trong tôi chính là một cái cảm giác nó mát mát và nó có một chút gì đó nó sâu lắng. Tác giả đã phát họa lên cái hình ảnh của một người con gái xứ Huế rất là thủy chung, son sắc. Thì do một cái hoàn cảnh nào đấy thì cái tình yêu đấy nó xa xôi và cách trở. Và chính vì vậy trong ca từ của nhạc sĩ Lê Dinh thì ông đã phát họa những cái nét u buồn, những cái chờ mong khắc khoải của người con gái xứ Huế. Có một phần nào đấy xen vào trong cái sự chờ mong ngóng người phương xa trở về. Anh bay trừ phiêu bạc
khắp nơi mô hỡi anh. Em bây giờ như là chiếc lá xa cành, nhẹ mắt như vương hạc mía ngô. Em nhớ anh khóc hoài đêm nhau rồi sao đành để chi đỡ đau. Thưa nhạc sĩ, ở phần nội dung của ca khúc này thì chúng ta đều cảm nhận rõ đây là một chuyện tình buồn với nhiều kỷ niệm gắn liền với các địa danh nổi tiếng của mảnh đất cổ đô. Vậy thì tác giả Lê Dinh đã sử dụng âm nhạc như thế nào để người nghe có thể cảm nhận một cách sâu sắc về nội dung của ca khúc này như vậy ạ? Các khúc Huế buồn của nhạc sĩ Lê Dinh, ngoài các từ ông lựa chọn rất sâu sắc thì ông lại dùng lối viết theo thể loại dân ca, và ông đã lồng vào những cung bậc rất mang âm hưởng của dân ca và đặc trưng của xứ Huế, như là những cái quãng 4 hoặc là quãng 5. Đấy là những quãng rất đặc trưng trong thể loại dân ca. Bởi vì khi ông dùng như vậy thì nó lại hòa quyện được vào với nội dung của ca từ, và nhờ đấy tác phẩm đấy đã toát lên được nỗi khắc khoải chờ mong của người con gái xứ Huế. Anh bay trừ phiêu bạc nơi mô hỡi anh, chiếc lá xa cành, nghe mắt như vương hạt mưa ngâu. Em nhớ anh khóc hoài đêm thâu, thương nhau rồi sao đành để chi đỡ. Thưa nhạc sĩ, như vậy thì phần ca từ cũng như giai điệu đã hòa quyện để đưa bài hát đi vào lòng người nghe một cách nhẹ nhàng và sâu lắng. Vậy thì hình thức âm nhạc được sử dụng trong ca khúc này như thế nào ạ? Trong ca khúc này của nhạc sĩ Lê Dinh có thể thấy rằng nó được chia làm hai phần, phần A và phần B. Hay nói cách khác thì ca khúc này được viết dưới hình thức hai đoạn, nó rất rõ. Và với lối viết theo thể loại phong cách ballad như thế thì nó là một cái điểm thuận lợi để truyền tải được ngôn ngữ và làm bật lên được nội dung của các khúc. Thì cái phần A đấy là nó như mở ra cho người nghe một cái không gian, một cái khung cảnh của xứ Huế. Và cái phần B nó như là một cái lời từ sự của người con gái khi xa cách người yêu và đang khắc khoải chờ mong một ngày đoàn tụ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ thú vị của nhạc sĩ đã giúp cho khán giả hiểu rõ hơn về ca khúc Huế buồn của tác giả Lê Dinh. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Huế buồn của tác giả Lê Dinh. Mưa
trên rừng mơ về thần xưa Thạc xa xăm để âm thầm ai chờ chờ ai héo của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau với những ca khúc hay Việt về Huế. Chim xa cây còn thương nhớ cội, chứ người xa người tội lắm người ơi, ơi hoa. Xa anh rồi em như người mất trí. Yeah.